Good boy. Quen thuộc rồi. Đoạn này hay quá. Xong rồi. Wow. Sau khi nghe bài hát này thì thật sự em cảm thấy người trong người mình có chút gì đó. Em muốn nghe lại lần tiếp theo luôn, vì mỗi khi có nhạc của Xuân Tùng ra thì em có thể nghe cả tuần, cả tháng chỉ nghe một bài hát. Lần này cũng vậy. Em nghĩ đây là một bài hát mà mọi người sẽ đón nhận nó và sẽ yêu thích nó. Bài hát này thì theo em thấy thì nó có một chút gì đó cái những cái giai điệu cùng với cái tempo của bài hát có một chút đó giống với Chạy Ngay Đi. Mình tin chắc là sẽ rất là nhiều người ủng hộ bài hát này, bởi vì Xuân Tùng xứng đáng nhận được những cái điều như thế. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Xuân Tùng MTP.